Hoàng Sơn xin chào bà con ha. Hôm nay Hoàng Sơn sẽ giải thích lỗi E3, E4, E5 của máy đo huyết áp ôm rong. Tại vì có rất là nhiều lỗi, nhưng mà mỗi một cái lỗi mà mình mặc phải á, thì Hoàng Sơn có từng video riêng. Nên có gì thắc mắc thì cả nhà mình có thể xem thêm các video trên kênh Sức Khỏe 60 Giây hoặc là gọi điện trực tiếp Hoàng Sơn vào số điện thoại bên dưới nha. Thì cái lỗi E3, E4, E5 là gì? Tức là E3 thì chúng ta bơm quá cái công suất của cái dòng quấn. Tức là khi mà đo mình đeo vòng quấn không chính xác á, có thể cái máy nó không dò được nên nó cứ bơm lên cao hoài. Thì mình sẽ xem lại cái cách đo của mình nha. Rồi E4, E5. E4 tức là khi mình đo, mình nhúc nhích, mình nói chuyện thì có thể sai số. Và E5 là không dò được nhịp tim. Thì ba cái lỗi này nó giống nhau ở chỗ là có thể khi đo cái vòng quấn mình bị sai tư thế ha. Tức là máy vẫn bơm được nhưng mà nó không dò được nên nó cứ bơm hoài, hoặc là nó sẽ không dò được nhịp tim là do mình khi đo mình nhúc nhích, mình nói chuyện đó. Thì cả nhà mình nhớ chú ý lại cái cách sử dụng vòng quấn ha. Mình đeo vòng quấn cho đúng ha, cái cọng dây nằm giữa tay đó, cách cái khuỷu tay 1-2 cm đó, mình vẫn kín lại rồi cọng dây mình sẽ di chuyển ra ngoài như thế này nè. Rồi khi đo thì mình ngồi thoải mái như thế này ha, giống như đang ngồi bàn ăn hoặc bàn làm việc, không nói chuyện ha. Và nếu mà vẫn xảy ra lỗi vài lần như vậy nữa thì mình có thể gửi đi đến trung tâm bảo hành để sửa chữa. Nhưng mà cả nhà mình nhớ trước khi gửi đi á, mình nên mua pin mình thử xem cái vấn đề pin có bị vấn đề gì hay không ha. Đầu tiên là mình coi lại cái cách đo, đo đúng hay chưa. Thứ hai là không nhúc nhích, không nói chuyện đó. Và cái thứ ba kiểm tra pin. Nếu mà ba vấn đề này vẫn chưa được thì cả nhà mình có thể gọi điện đến trung tâm bảo hành để gửi đi sửa ha. Rồi tạm biệt cả nhà, hẹn gặp lại ở video tiếp theo.